Livestream đám cưới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ, cô dâu chú rể làm lễ với sự chứng kiến của quan khách. Hôn lễ của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cùng chú rể Phi Hùng đang được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều tối ngày 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi tiếp tục tổ chức đám cưới với ông xã Phi Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cặp đôi đã tiến hành nghi thức đón dâu và đãi tiệc tại quê hương Vũng Tàu của chú rể vô cùng hoành tráng, cùng dàn phù dâu chuyển giới xinh đẹp. Thay 5 chiếc váy dài quét đất, không hề kém cạnh tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn, được bày trí sang trọng cùng dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Ngay từ sớm, hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt đã xuất hiện để chúc mừng ngày hạnh phúc của Lâm Khánh Chi. Sau 19:30, buổi tiệc chuẩn bị diễn ra với các nghi thức cắt bánh, trao nhẫn. Được tiến hành đúng theo phong tục truyền thống của người Việt, cô dâu Khánh Chi sau bộ váy cưới đón khách đã thay áo dài công phụng nổi bật. Lâm Khánh Chi thay áo dài nổi bật và trình diễn cực tình tứ cùng diễn viên Quý Bình. Chú rể xuất hiện trên sân khấu, khiến cô dâu suýt bật khóc. Cặp đôi chính thức bước vào hôn lễ. Cô dâu và chú rể thay trang phục mới cực rạng rỡ bên dàn quan khách. Cô dâu thay váy trắng xuất hiện, chú rể dành cho cô dâu nụ hôn ngọt ngào. Cô dâu chú rể tiến hành nghi thức cắt bánh và uống rượu dâu bôi. Chú rể hôn cô dâu ngọt ngào trước sự chứng kiến của quan khách. Các ca sĩ khách mời biểu diễn trong ngày vui. Cindy Thái Tài biểu diễn tiết mục truyền thống. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng biểu diễn trong đám cưới của Lâm Khánh Chi. Lời chia sẻ đầy xúc động của bố Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng LGBT ai cũng ao ước có một người bố như vậy. Trong đám cưới của Lâm Khánh Chi tại thành phố Hồ Chí Minh, bố nữ ca sĩ khiến những ai có mặt không khỏi xúc động với lời chia sẻ vô cùng tâm lý. Chiều tối ngày 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi tiếp tục tổ chức đám cưới với ông xã Phi Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cặp đôi đã tiến hành nghi thức đón dâu và đãi tiệc tại quê hương Vũng Tàu của chú rể. Có mặt chung vui cùng cặp đôi trong ngày trọng đại là rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tất nhiên, bố mẹ của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng cũng xuất hiện để chúc mừng hai con. Trước khi thực hiện một số nghi thức trong đám cưới như cắt bánh rót rượu, bố của Lâm Khánh Chi đã phát biểu cảm nghĩ của mình. Ông cho biết, thời điểm bà xã mang thai Lâm Khánh Chi, dù các phương pháp siêu âm chưa hiện đại như bây giờ, nhưng ông đã luôn nghĩ đó là một bé gái. Kể từ khi chào đời, Lâm Khánh Chi đã thể hiện tính tình rất dễ thương. Vợ chồng tôi thường ao ước có một nàng công chúa nhưng không có được. Do đó, gia đình tôi rất hạnh phúc khi hôm nay có một chàng rể gọi tôi là cha vợ. Đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Bố Lâm Khánh Chi hào hứng chia sẻ. Trái với những ông bố, bà mẹ có phần khắt khe trong chuyện giới tính, Lâm Khánh Chi rất may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ mình. Hiện tại, chia sẻ của bố Lâm Khánh Chi đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía dân mạng và đặc biệt là cộng đồng LGBT. Ai nấy đều tỏ ra thích thú và bày tỏ ao ước có một ông bố tâm lý như bố của Lâm Khánh Chi. Minh Béo bất ngờ đến dự hôn lễ của Lâm Khánh Chi. Hơn một năm sau vụ lạm dụng tình dục trẻ em, nghệ sĩ hài mới xuất hiện. Tối 11 tháng 1 hôm nay, Minh Béo tươi cười đến chúc mừng đám cưới của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ xuất hiện kể từ sau vụ lạm dụng tình dục trẻ em tại Mỹ cách đây hơn một năm. Sau khi ra tù và về nước, Minh Béo bị đồng nghiệp khán giả tẩy chay suốt thời gian dài. Minh Béo vui vẻ chụp hình kỷ niệm với cô dâu Lâm Khánh Chi. Đến dự đám cưới của ca sĩ chuyển giới còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Trong đó có ca sĩ Vũ Hà, diễn viên Quý Bình, bảnh bao với vest đen và sơ mi trắng, cùng hàng loạt các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.
Lê Giang lần đầu lộ diện sau lùm xùm với Duy Phương, cùng dàn sao V-Big nô nức đến chúc mừng đám cưới của Lâm Khánh Chi. Hôm nay 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi cùng chú rể Phi Hùng tiếp tục tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Chiều tối ngày 11 tháng 1, Lâm Khánh Chi tiếp tục tổ chức đám cưới với ông xã Phi Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cặp đôi đã tiến hành nghi thức đón dâu và đãi tiệc tại quê hương Vũng Tàu của chú rể, vô cùng hoành tráng, cùng dàn phù dâu chuyển giới xinh đẹp. Thay năm chiếc váy dài quét đất, không hề kém cạnh tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn, được bày trí sang trọng cùng dàn khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Ngay từ sớm, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt đến chúc mừng ngày hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ kém 8 tuổi, Phi Hùng. Sau Hoa Ngữ và những cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lỗi tại bản thân. Giả Nải Lượng vì tin em trai kết nghĩa mà bị phản bội. Có thể nói điển hình cho câu nói trên chính là trường hợp của Giả Nải Lượng. Vì cho rằng đàn em Pigon và bà xã Lý Tiểu Lộ chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, chị dâu em trai mà không hay biết rằng mình đã bị cắm sừng từ lâu. Đầu năm 2018, cả làng giải trí chấn động khi Lý Tiểu Lộ bị bắt gặp qua đêm tại nhà của Pigon. Chuyện chắc sẽ không có gì đáng nói nếu như Giả Nải Lượng không livestream trực tiếp hình ảnh tại nhà và khẳng định rằng vợ đi làm tóc khi có fan hỏi Lý Tiểu Lộ đi đâu, đặc biệt sau đó không lâu trên diễn đàn mạng còn đăng tải hình ảnh Lý Tiểu Lộ và Pigon ân ái bên nhau như những cặp tình nhân thật sự. Dù bằng chứng đã rõ ràng nhưng Giả Nải Lượng lại phủ nhận mọi chuyện, anh lên tiếng bên vực Lý Tiểu Lộ và khẳng định tình anh em với Pigon. Thậm chí, chính nam tài tử nổi tiếng còn chia sẻ lên trang cá nhân rằng vợ mình là người trong sạch, nhưng lại xóa dòng trạng thái này sau đó không lâu. Hiện tại dù đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng scandal phản bội của Lý Tiểu Lộ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô bị người đời chỉ trích vì làm xấu hình ảnh của người phụ nữ. Người ta thương cảm cho Giả Nải Lượng khi anh dành quá nhiều tình yêu cho bà xã, nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu. Đối với chuyện vợ ngoại tình, Giả Nải Lượng chỉ buồn phiền chia sẻ, có lẽ anh chưa đủ tốt. Vương Bảo Cường vì tin bạn thân đánh mất gia đình. Vụ ngoại tình của Mãi Dung, bà xã của Vương Bảo Cường và quản lý anh Tống Hy chấn động làng giải trí năm 2016. Điều đau lòng nhất đối với anh chính là người bạn thân kim quản lý và cô vợ anh rất mực yêu thương đã lừa dối anh. Bắc Giang vợ ngủ với quản lý trong khách sạn, Vương Bảo Cường bàng hoàng biết được cả hai đã quay lại sau lưng anh từ khá lâu. Thậm chí Mãi Dung và Tống Hy còn tẩu tán khá nhiều tài sản của nam tài tử sang cho mình mà anh không hay biết. Sau khi bị phanh phui, Mãi Dung còn chỉ trích Vương Bảo Cường và đòi kiện cáo anh khi tung ảnh và tin nhắn cá nhân trên mặt báo khiến cô bị người đời chửi bới. Mãi Dung nhanh chóng trở thành con ghẻ trong mắt công chúng. Cô bị cho là đánh mất hình ảnh người phụ nữ. Năm 2017, Mãi Dung và Vương Bảo Cường ly hôn. Mãi Dung trốn ra nước ngoài để tránh bị dư luận chỉ trích. Cuối năm ngoái, cô đưa các con trở về Trung Quốc. Cùng thời điểm này, quản lý Tống Hy bị lộ chuyện, dùng danh tiếng của Vương Bảo Cường để lừa dối nhiều cô gái muốn trở thành diễn viên. Scandal tai tiếng của Vương Bảo Cường, Mãi Dung, Tống Hy ầm ĩ trên các báo một thời gian dài. Lưu Gia Linh, Tăng Thiên Hoa, từ tình bạn chia ngọt sẻ bùi thành tình địch. Trong số các câu chuyện tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân, nổi tiếng nhất có lẽ chính là mối quan hệ của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên. Khi còn là những người bạn, cả hai từng coi nhau là tri kỷ. Họ học cùng lớp và trải qua thanh xuân vui buồn bên nhau. Nhưng Tăng Hoa Thiên không ngờ người bạn thân thiết của mình lại chính là người cướp đi bạn trai cô yêu thương nhất. Thời điểm đó, Tăng Hoa Thiên và Lương Trừ Vĩ được coi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhiều người hy vọng rằng cả hai sẽ có một cái kết đẹp sau này. Nhưng đời không như là mơ, Lương Trừ Vĩ và Tăng Hoa Thiên nhiều lần xảy ra cãi vã và cuối cùng chia tay.
Được biết nguyên nhân thật sự của cuộc chia tay này chính là vì Lưu Gia Linh. Sau khi gặp gỡ Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ siêu lòng và bắt đầu nảy sinh quan hệ với cô. Cũng vì chuyện này mà tình bạn thân thiết của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên rạn nứt. Lưu Gia Linh bị mọi người nói xấu vì cướp người yêu của bạn thân, còn Lương Triều Vĩ mang tiếng xấu không chung thủy. Sau này khi Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh đã là vợ chồng, mối quan hệ của Lưu Gia Linh và Tăng Hoa Thiên cũng khá hơn trước. Tuy nhiên họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thay vì hảo tỉ muội như trước đây. Vài năm trở lại đây, nhiều lần cặp đôi Lương Lưu bị đồn ly hôn, nhưng người trong cuộc luôn dùng hình ảnh ngọt ngào bên nhau để phủ nhận mọi chuyện. Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy thân nhau từ nhỏ, đánh nhau vì Trương Bá Chi. Từ nhỏ, Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy đã là đôi bạn rất thân. Cả hai lớn lên bên nhau, học cùng trường, cùng lớp, thậm chí khi lớn lên cùng gia nhập chung một công ty quản lý. Tình bạn của bộ đôi này từng được nhiều tờ báo ca ngợi là huynh đệ. Nhưng sau sự xuất hiện của Trương Bá Chi, mối quan hệ của hai nam tài tử này thay đổi. Thực tế, Trương Bá Chi hiện là vợ cũ của Tạ Đình Phong, nhưng trước đó là bạn gái cũ của Trần Quán Hy. Không nhắc chắc ai cũng nhớ scandal lộ ảnh nóng, clip nóng của Trần Quán Hy trên mạng năm 2008. Điều không ai ngờ chính là sự có mặt của Trương Bá Chi trong số các người tình của tài tử tai tiếng họ Trần. Vì quá tức giận và đau lòng trước sự thật này, Tạ Đình Phong từng xông vào đánh Trần Quán Hy khi anh và Trương Bá Chi bắt gặp tài tử tai tiếng tại một khách sạn. Cũng từ đây, tình bạn gắn bó như huynh đệ của cả hai không còn. Hiện tại dù đã ly hôn với Trương Bá Chi và tái hợp với Vương Phi, nhưng không vì thế mà mối quan hệ của Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy được cải thiện. Nhiều người cho rằng mối hận năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Tạ Đình Phong.